Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm nhẹ. Sau phiên tăng rất mạnh trong đêm qua và thời điểm trưa nay theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 2.444 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục suy giảm sau phiên giảm mạnh đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 103,95 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm mạnh với tỷ lệ giảm là hơn 2%, đứng ở mức 63.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,058% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng, đứng ở mức 78,51 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên sau khi mà Chủ tịch Fed Jerome Powell ám chỉ việc cắt giảm lãi suất có thể được đưa ra thảo luận sớm nhất là vào tháng 9 năm nay nếu lạm phát vẫn ở mức phù hợp với kỳ vọng. Cụ thể, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã quyết định duy trì lãi suất tham chiếu ở mức 5,25-5,5%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Mức này đã được giữ từ tháng 7 năm ngoái. Và đáng chú ý là, trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cơ quan này có thể sớm giảm lãi suất khi mà các số liệu gần đây cho thấy lạm phát đang dần về mục tiêu 2%. Việc hạ lãi suất có thể được bàn đến trong phiên họp tháng 9, theo ông cho biết. Chủ tịch Fed cũng đã khẳng định đang ngày càng tự tin rằng có thể hành động trong phiên họp sắp tới, miễn là số liệu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Hiện tại, thị trường càng tin tưởng rằng bình luận của ông Powell đang mở đường cho việc giảm lãi suất vào phiên họp vào ngày 17 và ngày 18 tháng 9 tới. Sự kiện này diễn ra 7 tuần trước khi mà cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Động thái của Fed đã khiến cho đồng bạc xanh giảm giá rất nhiều so với nhiều ngoại tệ khác. Giá vàng có động lực để nóng lên. Cùng với đó, thông tin về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran, Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng nổ tranh chấp địa chính trị tại Trung Đông. Giá vàng phản ứng lập tức bằng cách tăng vọt mạnh gần 40 đô la Mỹ cho một ounce và mở cửa phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam đứng quanh vùng giá 2.447 đô la Mỹ cho một ounce. Sang đến thời điểm trưa nay thì có thời điểm tiếp tục tăng vọt lên 2.458 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên, sang đến thời điểm chiều nay theo giờ Việt Nam đảo chiều giảm nhẹ. Hưởng ứng đà tăng của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng lên cao khi mà giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Còn với giá vàng nhẫn thì tăng gần nửa triệu đồng trên một lượng. Hiện tại, giá vàng miếng SJC đang được các ngân hàng thương mại quốc doanh Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra ở mức 79,8 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 800.000 đồng trên lượng so với phiên liền trước đó. Các công ty vàng bạc đá quý cũng nâng giá bán vàng miếng SJC lên mức giá này. Ở chiều mua vào, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay gọi là SJC, tập đoàn Doji, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, công ty Bảo Tín Minh Châu, tập đoàn Phú Quý đang niêm yết mua vào mức 77,8 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 800.000 đồng trên lượng so với giá chốt phiên hôm qua là ngày 31 tháng 7. Riêng hệ thống Mỹ Hồng cao hơn các hệ thống khác 1 triệu đồng trên một lượng, mua vào mức 78,8 triệu đồng trên một lượng, tính đến thời điểm hiện tại trong phiên chiều nay. Còn đối mặt hàng vàng nhẫn, giá vàng nhẫn SJC 4 số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào ở mức 76,3 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,65 triệu đồng trên lượng, tăng 350.000 đồng trên lượng so với phiên ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn thương hiệu Doji hay gọi là nhẫn tròn 4 số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào ở mức 76,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,65 triệu đồng trên lượng. Còn với giá nhẫn 24K tại PNG mua vào ở mức 76,4 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,68 triệu đồng trên lượng, tăng thêm 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 150.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, đang thu mua vào ở mức 76,43 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,63 triệu đồng trên một lượng. Với giá nhẫn tròn Phú Quý mua vào ở mức 76,4 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Như vậy, với mức giá hiện tại trên thị trường vàng thế giới, tính ra tiền Việt Nam chưa bao gồm thuế và phí đang ở khoảng 74,94 triệu đồng trên lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng gần 5 triệu đồng trên lượng và thấp hơn vàng nhẫn gần 3 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ,
Tỷ giá đô la Mỹ căn hàng thương mại phiên này điều chỉnh giảm, mua vào mức 25.030 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.400 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng điều chỉnh giảm 30 đồng trên một đô la Mỹ cho cả hai chiều, mua vào mức 25.600 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.700 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, tăng 800.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 80.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, tăng 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, tăng 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, tăng 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, tăng 70.000 ở chiều mua, tăng 80.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, tăng 80.000 ở chiều mua vào và bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.880.000, bán ra 7.980.000, tăng 80.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, tăng 80.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, tăng 80.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại đang vẫn duy trì đà tăng mạnh, tăng 800.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 80.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000. SJC Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000. Cuối cùng là giá nhận một số chín và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại cũng duy trì đà tăng mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.630.000, bán ra 7.765.000. Nhận bột số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.630.000, bán ra 7.775.000. Vàng bốn số 9 mua vào 7.615.000, bán ra 7.715.000, tăng 350.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 35.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 7.438,6.000, bán ra 7.638,6.000, tăng 34.600 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 5.551,8 nghìn, bán ra 5.801,8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.263,3 nghìn, bán ra 4.513,3 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.982,5 nghìn, bán ra 3.232,5 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.